cho ta nô thôi. Dạ hâm mộ trời ơi, tôi cũng hâm mộ nựng quá, nựng dạ trời. Ba đứng ngắm cá, khán giả đứng ngắm ba. Chào, chào. Chào nhau, chào nhau. Giờ bây giờ Châu Thanh mời cả nhà dùng bữa. Hôm nay ngày rằm nên mình sẽ ăn chay. Phát ở đây thì bán hủ tiếu chay, có bán đồ chay nữa, mà đồ chay thì nó có ghé đây mấy lần rồi, ăn rất là ngon. Mời cả nhà, mời cả nhà nha. Xin chào. Chào má, muốn chụp hình ở đây. Khán giả miền Tây nhiều quá, khán giả miền Tây, khán giả Phật tử, khán giả Phật tử nhiều. Rồi. Ok rồi, đầu tiên chào ăn nha, miếng. Chào cả nhà mình xin phép ăn nha. Chào ha. Từ đây tới tối ba cũng ăn xong tô mì à. Từ đây tới tối. Nãy ngoài nói vợ Châu Thanh quá đẹp luôn. Có phần tử nhiều. Cũng có phần tử nhiều lắm. Cái này chậm nè, mé ốc chậm cái nước này quá, cho bà tôi. Chưa. Khổ quá rồi. Còn biết mượn gì.
Ủa chồng ông biết giao gì mà chứng xuống đó có cha gái đâu gái đẹp quá hả điện thoại xuống anh gái thả xuống chỉ thấy mặt lên gái đây xong chưa không để cho chú ăn đi tặng giờ chú cũng đứng rồi để chú ngồi ăn đi cho chú ăn đó mì sức khỏe cho con cái bánh anh tính tài tính lợi tới mình mang tiền vô như nước xong đà tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin hay quá rồi chú ăn biết dạ dạ vô nãy cần mừng gì thấy nào bảo lãnh gì chứ chú mới tới đi hát cái gì Cà Mau rồi chào bà con đây Ngọc Quyền cho một chụp với lại khán giả ái mộ đây chưa rồi chúc mừng năm mới quá vui quá hôm nay ngày nào mình được gặp tất cả quý khán giả thân yêu khán giả Phật tử người khán giả Phật tử không rồi bây giờ xin phép cả nhà ăn nha.